Anh lo vì anh sẽ liên quan đến pháp luật, hay là anh đang lo theo kiểu một người chồng yêu vợ, thương vợ và sợ mất vợ? Em nói điên khùng cái gì đấy? Dám vác mặt về đây à? Sao không đi luôn đi? Đi chết đi! Đến mẹ mà cũng mong con đi chết ạ? À? Là vì cháu đi cả đêm không về, mẹ cháu lo lắng sốt ruột nên cáu giận lên như thế đấy. Con xin lỗi mẹ, điện thoại của con hết pin, con không nghĩ là làm mẹ lo lắng như vậy. Mẹ cháu đang căng vụ của bố cháu, đến bây giờ lại đến cháu nữa. Ôi trời ơi, cứ như quả bom thế này này. Thôi, nếu thấy mẹ thì cứ né đi nhá. Đi lên thay đồ đi, đi. Dạ rồi à? Anh mua đồ ăn sáng cho mẹ con à? Anh đi đâu cả đêm mà em gọi anh không trả lời? Đêm qua thằng Nam nó gọi cho anh, nói là cô ta mất tích. Anh lo cho cô ta đến thế cơ à? Đến mức nửa đêm nằm cạnh em vẫn còn phải xách xe đi tìm. Hôm qua người gặp cô ta cuối cùng là anh. Anh còn chùi ẻo cô ta là sống dở chết dở đi. Em quên là trên pháp lý cô ta vẫn đang là vợ anh à? Nhớ bây giờ có chuyện gì cô ta bị tai nạn hay là đi tự tử, có phải là anh bị liên đới không? Sao anh không hiểu nhỉ? Anh lo vì anh sẽ liên quan đến pháp luật, hay là anh đang lo theo kiểu một người chồng yêu vợ, thương vợ và sợ mất vợ? Em nói điên khùng cái gì đấy? Điên khùng à? Trả lời em, đã bao giờ anh biết mua đồ ăn sáng cho hai mẹ con chưa? Chưa bao giờ. Nhưng bởi vì hôm nay anh cảm thấy áy náy cho nên anh mới mua về đúng không? Vâng. Có thể là anh không biết, nhưng mỗi khi anh cảm thấy áy náy hay anh có lỗi, anh đều muốn mua một thứ gì đó phải để bù đắp. Cũng giống như trước đây, mỗi khi anh mua cho cô ta một món đồ gì đó, anh đều mua cho em một cái y hệt đấy thôi. Thế bây giờ anh là chồng em hay là đối tượng để em nghiên cứu tâm lý vậy? Nếu như anh muốn là một người chồng thực sự của em ý, thì hãy dọn tất cả những thứ rối rắm đấy đi. Em không muốn người đàn ông của em nửa đêm chạy ra khỏi giường của em chỉ vì đi tìm một người phụ nữ khác. Anh rõ chưa?